Xin chào mọi người đã quay trở lại với video của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm vui vẻ cho các bạn xem. Đó chính là mình sẽ thử nhuộm màu lên một cái áo phông của mình. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một đống, đây là gọi là màu nhuộm. Và việc đầu tiên thì mình sẽ vẫn muốn đó là chỉ cho các bạn đó là cách để mà làm sao pha được cái màu nhuộm này ra thôi. Vậy thì cùng bắt đầu nào, let's go. Mình có đặt mua và đây là một cái combo gồm có 12 màu nhuộm. Và mình đã thử pha thử được 5 màu rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử pha nốt hai cái màu này, bởi vì là mình sẽ dự định sẽ sử dụng màu tím, màu hồng và một cái màu xanh nước biển nhạt để mà nhuộm cho cái áo của mình. Trước khi bắt đầu nhuộm thì mình có một lời khuyên là các bạn hãy đeo găng tay vào. Và ở trong cái pack này nó cũng khá là đầy đủ khi mà họ chuẩn bị cho mình găng tay này, chun để mà buộc này, và thậm chí có cả dây hướng dẫn sử dụng để mà chúng ta có thể biết cách sử dụng. Và cũng là họ chia sẻ một số cái cách để mà nhuộm được cái vải, kiểu như là những cái họa tiết như thế này thì sẽ nhuộm như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái găng tay ra để mà bảo vệ cho đôi bàn tay nõn nà này nha. Chuyên nghiệp phết. Việc tiếp theo chính là chúng ta sẽ đổ nước vào trong cái lọ này. Và trên cái lọ này bản thân họ cũng ghi hướng dẫn sử dụng. Và các bạn nếu mà đọc được thì nó sẽ có tiếng Anh ở trên này. Thì nó có nghĩa là bạn sẽ phải đổ nước vào đến khi mà cái nước nó ngập đến cái vạch màu đen này. Và sau đó thì bạn sẽ lắc cái lọ này lên. Và thế là cái dung dịch nhuộm màu của bạn sẽ hoàn thành. Bây giờ chúng ta thử luôn nhá. Để mà đổ nước vào đây thì mình khuyên các bạn nên có một cái phễu giúp mình ở đây. Mình ở đây có một cái phễu thì đổ nước vào nó sẽ an toàn hơn. Mình đã chuẩn bị một bình nước to đùng vào đây rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đổ ra. Ok, done. Các bạn nên có một cái rẻ để mà lau nha, bởi vì là này bật phết đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Lắp vào, nắp vào. Ư. Lắp vào, lắp vào, lắp vào, lắp vào. Ok, lau sạch đi. Lau đi một tí, lau đi một tí bẩn quá. Sau khi đổ vào rồi thì chúng ta sẽ lắc lên thôi. Và đó, bạn đã hoàn thành xong. Rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Ok, sau một khoảng thời gian thì mình đã hoàn thành xong được cả hai lọ luôn, là màu tím và màu hồng. Và dự định của mình thì mình sẽ mix 3 màu là màu tím, hồng và một màu là màu xanh mình đã chuẩn bị ở đây. Và cả 3 màu này thì sẽ được sử dụng để mà nhuộm lên một cái áo của mình. Và đây là chiếc áo đó. Đây là một cái áo của Zara thôi. Cái áo này thì cũng bình thường và có hình con ma ở đây. Một cái túi bị ngược lại, khá là buồn cười. Và cái áo này như mình vừa nói thì nó cũng cũ rồi, vậy nên thì mình muốn tân trang nó lại một chút. Cũng là cách để mà mình tập thử nhuộm màu một lần xem như thế nào. Vậy thì hãy cùng bắt đầu nhuộm cái áo này nhá. Let's go. Trong cái pack này thực ra là còn tới tận 5 màu nữa cơ, nhưng mà mình chưa muốn đụng đến nó lắm. Và ngoài ra thì cũng có một quyển sách rất sử dụng. Trong quyển sách này thì họ chỉ cho chúng ta rất là nhiều những cái cách để mà chúng ta nhuộm vải. Đó, có tới 8 cách đấy cơ. Và mỗi cách thì họ cũng chỉ cho chúng ta là cách thực hiện như thế nào. Và mình thấy cái cách này khá là thú vị, vậy nên là mình sẽ thử với cả cái cách này nhá. Cách mà làm xong màu nó sẽ hơi loang lổ như này. Chứ mình không thích mấy quãng tiết như này lắm, bởi vì nhìn nó cứ xoắn hết cả mắt vào ấy. Thì mình không thích, vậy nên là mình sẽ dùng cái quãng tiết này. Và cách để mà làm thì mình sẽ vo cái áo lại và sau đó thì sẽ đổ một màu lên đó. Nhưng mà mình sẽ đổ tới 3 màu lên thử xem là cái áo sẽ trông ra gì không nhá. Vậy thì sách hướng dẫn đã có, màu đã xong, vậy nên chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào nào. Đầu tiên là phải dẹp cái sách hướng dẫn dùng ra đã. Dẹp trong cả cái bộ này ra, lát mình sẽ pha tiếp. Và sẽ lấy một cái túi rác để phủ lên, phủ của túi rác lên để mà đảm bảo rằng đó là mọi công việc chúng ta làm nó sẽ không bị bẩn quá, và sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ vứt cái túi rác này đi thôi. Ok. Đây là kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ cất cái áo này vào trong một cái túi ni lông và bọc nó lại, và để qua đêm để mà ngày mai chúng ta sẽ cùng rửa qua với nước và chúng ta sẽ cùng xem thành quả cuối cùng là gì nhá. Kiểu vì đây cũng là lần đầu tiên mình tập nhuộm màu ấy, cho nên là mình cũng không nghĩ là cái kết quả nó sẽ được như mong đợi, nhưng mà dù sao thì cũng gọi là một cái thử thôi. Và mong rằng là khi mà mình nhuộm quen rồi thì những cái tác phẩm sau này mình có thể làm ra nó sẽ chỉn chu hơn, đúng không? Đúng ý không? Vậy thì bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi và đợi đến ngày mai xem cái kết quả cuối cùng ra sao nhá. Hi hi. Boom, đã sang ngày tiếp theo và cái đống đồ này được đủ trong phòng của mình phải đến 6-7 tiếng đồng hồ rồi. Vậy nên thì
chúng ta sẽ mang ra ngoài kia và rửa nó qua một lần với nước, sau đó thì sẽ đem phơi và cùng xem thành quả cuối cùng là gì nhé. Ok, và cái áo bây giờ nó đã khô rồi, vậy nên thì chúng ta cùng xem thành quả cuối cùng nào. Hãy nhìn đi. Thực ra thì mình cũng không biết nói gì về cái áo này vì nó nhìn như là cứt. Nhưng mà bây giờ thì mình thử mặc lên để mà xem là khi mặc lên nhìn như thế nào nhá. Thì đây là thành quả cuối cùng. Nhìn như kiểu là một cái áo nó hồi xưa bị vẩy mực vào ấy. Và thực sự là nhìn nó quá là khắm lọ luôn. Hơi bị dở hơi quá. Và đây là toàn cảnh cái áo. Nhìn đúng thật là dở hơi thật. Còn đây là phía sau của cái áo. Ở phía sau thì thậm chí nhìn còn loang lổ hơn nữa cơ. Nhưng mà điều đó thì cũng không sao, bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình làm thử cái nhuộm tie-dye như này ấy. Cho nên là có thể là thất bại thì cũng chuyện bình thường. Tuy nhiên thì mình đã học được một số bài học rồi. Vậy nên thì những lần mình nhuộm màu lần sau nó sẽ không bị dở hơi như thế này nữa. Và đương nhiên thì mình sẽ không chỉ nhuộm lên áo đâu, mà sau này mình sẽ nhuộm lên cả giày nữa. Vậy nên thì mọi người đừng quên để lại một subscribe để mà cùng xem những cái video tiếp theo của mình nhá. Mình có rất là nhiều màu ở đây và những cái màu này thì thực ra là cái lọ màu rất là lớn. Vậy nên thì thậm chí có thể nhuộm được rất là nhiều thứ ấy. Ok, vậy thì hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.